chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn nam 6 dấu hiệu phụ nữ nói chính là dấu hiệu đỏ mà mọi chàng trai đều phải xem xét điều này. Bởi vì khi mà các bạn yêu ấy, thì các bạn không để ý đến những cái lời nói như thế này. Và thậm chí các bạn còn thấy hơi yêu yêu, hơi thích cơ. Có những bạn thì cũng thấy hơi khó chịu, nhưng mà các bạn cố cho qua và các bạn không để ý đến nó, bởi vì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của các bạn là mấy. Nhưng mà khi các bạn đã kết hôn, các bạn đã xác định sẽ tiến đến hôn nhân thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của các bạn. Và khi mà các bạn không để ý những cái dấu hiệu này, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống hôn nhân của các bạn sau này. Bởi vì khi mà người con gái nói ra những cái điều này thì thể hiện rằng cô ấy sẽ đem đến cho bạn những cái điều nó không có tốt. Với những lời nói này, với những cái cử chỉ hành động này, nó sẽ làm cho bạn ấy luôn luôn cảm thấy bất an này, luôn luôn cảm thấy khó chịu trong mối quan hệ. Và khi mà các bạn luôn luôn thấy khó chịu, luôn luôn thấy áp lực ở trong một cái mối quan hệ này thì sẽ khiến cho công việc của bạn nó sẽ trì trệ hơn, sẽ làm ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn. Và cái người phụ nữ ấy có tác động rất lớn đến cuộc sống của các bạn sau này. Và chính vì thế, hãy để ý những cái dấu hiệu đỏ này nha. Dấu hiệu đầu tiên đó là hành vi ngang bướng và công chúa. Khi yêu, con gái luôn luôn muốn làm công chúa trong lòng của các bạn. Các bạn ạ, đôi khi các bạn cũng muốn nuông chiều cô ấy. Nhưng các bạn ạ, với cái hành động nuông chiều này, có ít thì nó làm tăng lên cái gia vị của tình yêu, nhưng mà suốt ngày cô có những cái hành vi ngang bướng công chúa thì các bạn sẽ như thế nào khi mà các bạn kết hôn rồi? Rồi khi đó lại có những cái vấn đề, rất là nhiều vấn đề luôn. Đối nội này, đối ngoại này, rồi cơm áo gạo tiền này, chăm sóc con cái, rất là nhiều vấn đề. Mà với một cái cô gái mà luôn luôn có những cái hành vi ngang bướng công chúa ấy, thì sẽ khiến cho bạn rất là mệt mỏi. Và từ đó nó sẽ làm cho cái nguồn năng lượng của bạn rất là thấp. Mà cái nguồn năng lượng thấp ấy thì sẽ khiến cho bạn không có làm cái điều gì mà nó may mắn thuận lợi cả. Tất nhiên con gái sẽ có đôi lúc thì cô ấy muốn làm công chúa thì hãy để cho cô ấy làm, nhưng mà không phải là luôn luôn có những cái hành động ngang bướng công chúa được. Các bạn cần phải biết điều đó. Có ít thì làm tăng gia vị của tình yêu, mà có nhiều là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của các bạn sau này. Dấu hiệu đỏ thứ hai các chàng trai cần phải để ý, đó chính là cô ấy luôn luôn tiêu cực về các mối quan hệ và nói xấu những người xung quanh. Các bạn ạ, con gái thì rất thích hay buôn chuyện các bạn ạ. Mình thừa nhận rằng con gái rất thích đi buôn chuyện và rất thích nói. Đôi khi có những cái mà mình bức xúc ở trong lòng, mình muốn nói ra, khi mà nói hết ý, thì con gái sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy luôn luôn là một người tiêu cực. Đôi khi cô có một chút tiêu cực thì chúng ta có thể chấp nhận được. Nhưng mà luôn luôn tiêu cực thì các bạn nghĩ mà xem, khi mà các bạn ở gần một cái người ấy mà người ta luôn luôn tiêu cực thì nó sẽ ảnh hưởng đến các bạn như thế nào? Nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của các bạn. Ngoài tiêu cực đã đành rồi, xong lại còn nói xấu những người xung quanh cô ấy thì điều đó không thể chấp nhận được các bạn ạ. Với một người con gái khi mà người ta luôn luôn chỉ nghĩ xấu đến người khác, rồi có những cái hành động tiêu cực ấy, khi các bạn kết hôn rồi ấy, lấy cái gì đảm bảo là sau này cô không nói xấu bạn, sẽ không làm cho gia đình các bạn lộn xộn hết cả lên, đúng không? Với một cái người luôn luôn tiêu cực này, rồi lại nói xấu người khác, tất nhiên có những người người ta tiêu cực, nhưng mà khi mà ở gần bạn, bạn lại là một cái người tích cực thì cũng có thể cảm hóa được trái tim cô ấy để khiến cho cô ấy trở nên tích cực hơn. Đôi khi người ta tiêu cực bởi vì người ta chưa biết cái định hướng của cuộc đời mình như thế nào. Nhưng khi mà mình chia sẻ với người ta và người ta nhận ra điều đó, người ta sẽ cố gắng để người ta đỡ tiêu cực hơn thì điều đó rất là tốt. Nhưng cái việc nói xấu người khác thì nếu mà cô ấy thường xuyên và đó là cái bản tính của cô ấy rồi ấy, thì các bạn nên tránh xa nha. Cái dấu hiệu đỏ thứ ba mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn đó chính là cô ấy luôn muốn bạn đọc được suy nghĩ của cô ấy và muốn bạn làm những cái điều mà cô ấy kiểu không yêu cầu cũng muốn bạn làm. Ví dụ cô ấy luôn luôn so sánh bạn với những chàng trai khác là
cái anh người yêu của bạn em như thế này, là anh bị đọc suy nghĩ của người yêu, ví dụ người yêu muốn gì, người yêu cần gì đều có thể làm hết. Đôi khi thì các bạn thấy rằng ô có khi là mình hơi vô tâm thật, mình luôn không quan tâm đến cái sở thích suy nghĩ của cô ấy đó. Đôi khi các bạn lại nghĩ như vậy, nhưng với một người con gái tất nhiên mình yêu mình sẽ đọc cái suy nghĩ của cô ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là luôn luôn bạn phải làm những cái điều mà cô ấy chưa mong muốn bạn đã phải làm rồi. Ví dụ như cô ấy khao khát một cái điện thoại đời mới, ví dụ thế, bạn phải mua cho cô ấy. Đó, cái mong muốn của cô ấy như vậy. Hoặc là cô ấy luôn đòi hỏi bạn là phải đưa, phải đón, phải mua cho cô ấy cái này, phải mua cho cô ấy cái kia. Nhất là những người phụ nữ luôn luôn muốn bạn phải mua cho cái này, phải mua cho cái kia, và bạn phải làm được những cái điều này. Khi mà các bạn luôn luôn phải đọc suy nghĩ của cô ấy thì các bạn sẽ rất là mệt mỏi các bạn ạ. Tất nhiên khi yêu nhau chúng ta sẽ quan tâm đến nhau bằng cái việc là đôi khi cô ấy muốn một cái mong ước nào đó bạn có thể làm cho người con gái mà mình yêu, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi lúc mọi nơi các bạn nhá. Mọi lúc mọi nơi là điều không cần thiết, bởi vì trong cuộc sống có quá nhiều điều phải suy nghĩ rồi. Khi yêu chúng ta có thể đọc được suy nghĩ của người yêu, nhưng mà khi đã kết hôn rồi thì nó sẽ có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống và các bạn không thể suốt ngày đọc suy nghĩ của cô ấy được, và các bạn sẽ rất mệt mỏi vì điều đó. Thì các bạn cũng cần để ý, cô ấy mong muốn chỉ là cái mong muốn thôi, còn khi mà cô ấy cứ suốt ngày cô ấy mong muốn rồi còn áp đặt các bạn ấy, thì các bạn cần phải xem xét lại mối quan hệ nha. Cái dấu hiệu thứ tư là cô ấy luôn lấn át và ngắt lời bạn. Ví dụ như trong cái quá trình các bạn giao tiếp thì khi mà bạn muốn nói ra một cái ý tưởng nào đó, cô luôn ngắt lời rồi cô lấn át bạn. Hoặc là bạn cần đưa ra một cái mong muốn nào đó thì cô ấy luôn luôn đề cao cái mong muốn của cô ấy và cô ấy nói lấn át để cho bạn phải theo cô ấy. Nếu như ở trong một mối quan hệ bạn luôn luôn bị lấn át bởi những lời nói của người phụ nữ thì các bạn cần phải biết được rằng khi yêu ấy các bạn có thể chấp nhận được, nhưng khi kết hôn chắc chắn các bạn không chấp nhận được đâu, các bạn sẽ thấy rất là mệt mỏi đấy các bạn ạ. Cái dấu hiệu đỏ thứ 5 đó là con gái nói đàn ông là rác rưởi và đàn ông trên đời đều tồi hết và cô ấy ghét đàn ông. Các bạn thân mến, với một cái người phụ nữ ấy, người ta luôn coi đàn ông là rác rưởi, luôn coi thường coi khinh người đàn ông, thì lấy lý do gì cô ấy sẽ tôn trọng và trân trọng bạn? Mà bước đến một mối quan hệ mà bạn không được tôn trọng, bạn không được trân trọng thì lấy lý do gì mà bạn tiếp tục với cô ấy? Cho dù cô xinh đẹp đến cỡ nào thì các bạn cũng cần phải biết rằng nếu một người phụ nữ luôn coi thường đàn ông, coi đàn ông là rác rưởi, coi khinh đàn ông, ghét đàn ông, thể hiện bằng những lời nói hoặc cái hành động như vậy, thì các bạn hãy coi chừng, sau này khi mà kết hôn rồi các bạn sẽ rất là đau khổ nha các bạn. Và cái dấu hiệu đó cuối cùng mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn, đó chính là cô ấy không bao giờ thừa nhận rằng mình sai và xin lỗi. Các bạn thân mến, thì thường con gái sẽ không bao giờ muốn nhận sai đâu. Thậm chí cô ấy có những cái lỗi sai cô cũng không muốn nhận. Nhưng các bạn ạ, với một người thực sự yêu các bạn ấy, một người thực sự trân trọng các bạn ấy, thì đôi khi nhá, không phải là thường xuyên cô nhận sai và xin lỗi, nhưng đôi khi cô cũng sẽ nhận sai và xin lỗi với bạn đấy. Hoặc là ít nhất cô không nhận sai và cô xin lỗi thì cô sẽ có những cái hành động. Có những người con gái thì họ không hẳn là họ nhận sai và xin lỗi, nhưng họ sẽ có những cái hành động để khiến cho bạn biết được là cô ấy đã biết là cô ấy sai rồi và xin lỗi. Nhưng mà mình muốn nói với các bạn là dù là đàn ông hay phụ nữ, chúng ta ở trong cái cuộc đời này, ở trong cái đời sống này, chúng ta rất dễ mắc sai. Sai thì chúng ta sửa, sai thì chúng ta nhận lỗi và xin lỗi, vì đó là điều hết sức bình thường. Nhưng mà với một người phụ nữ, họ sai họ cũng không xin lỗi. Thậm chí bạn còn chia sẻ với cô ấy rằng cái điều đó sai là chuyện hết sức bình thường, bởi vì chúng ta là những con người phàm, chúng ta không phải là những người trời, nên là chúng ta sai là chuyện bình thường. Và khi mà chúng ta sai và chúng ta nhận lỗi và chúng ta có thể góp phần để cho nhau tốt đẹp hơn, để cho mối quan hệ tiến triển tốt đẹp hơn, thì đó là điều rất là đáng quý. Khi mà các bạn chia sẻ đến nỗi như vậy rồi mà con gái vẫn
kiểu như là không bao giờ nhận sai, không bao giờ biết là mình mắc lỗi như thế nào, thì các bạn cũng cần phải coi chừng để đến khi mà kết hôn rồi mình sẽ đau khổ. Các bạn thân mến, trên đây là 6 cái dấu hiệu đỏ với một cô gái mà các bạn nên cẩn trọng và suy xét trước khi các bạn muốn tiến tới với cô ấy, và mong rằng video sẽ hữu ích với các bạn. Nếu các bạn muốn kết nối với mình, các bạn có thể vào trang fanpage có tên là Thu Thảo trên Facebook nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.